thì cũng là kiểu dạng đập ấy. Quay nét hết nhỉ. Nhưng mà tàu nó mua tầm 2 triệu là lắt đấy. Bây giờ nó rẻ lắm nhỉ. Đúng rồi, dốc rừng đẹp đấy. Đẹp lắm. Lên xanh nhiều. Con này hơi chéo đi. Mai đi chéo đi. Chưa đâu. Xích nhỉ. Khắp cả đồi lại xuống lại lên lên xuống. Cái cọc thì xuống nó trôn được. Kỳ qua nông nặng.